Ngày 28 tháng 11, Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án khởi tố bị can Trần Văn Triệu, sinh năm 2006, ngụ tỉnh Hậu Giang, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó tối ngày 15 tháng 11, một thanh niên sinh năm 2008, ngụ quận 12, lái xe máy đến khu đất trống ở đường TMT7A, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, thì Triệu chặn xe và tự xưng là cảnh sát hình sự, nói nạn nhân tụ tập đua xe trái phép sẽ bị phạt 8 triệu đồng. Triệu đưa nạn nhân tới bãi đất trống phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 để cưỡng đoạt 500.000 đồng. Sau đó tiếp tục đưa nạn nhân tới căn nhà ở đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thế Nhất, quận 12, rồi cưỡng đoạt một điện thoại di động và tẩu thoát. Qua làm việc, Triệu khai cưỡng đoạt tài sản để lấy tiền tiêu xài.